cuộc sống ngày một phát triển cùng với đó một lối sống mới dần được hình thành đó chính là sống ảo hãy cùng nhau tìm hiểu về lối sống này cũng như những ảnh hưởng của nó nhé đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sống ảo là gì sống ảo là những hành động việc làm xa rời với thực tế tự tạo ra niềm vui cho riêng mình qua những lượt tương tác trên mạng xã hội cùng với những niềm vui mà sống ảo mang lại sống ảo còn mang lại những ảnh hưởng cho chính cuộc sống của chúng ta đầu tiên sống ảo ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân mình thứ hai sống ảo làm ta bỏ quên những mối quan hệ thật tiếp đến sống ảo sẽ khiến ta mất nhiều thời gian sống ảo còn mang lại suy nghĩ tiêu cực khác xa với thực tế sống ảo còn có thể làm ta phải đón nhận ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mọi người sống ảo làm ta dễ đánh mất con người thật của mình cuối cùng sống ảo còn khiến ta dễ tiếp xúc với những thông tin không lành mạnh không chính thống vậy tại sao bạn lại không dám sống thật trên mạng ảo